Đây là hormone của nước đó và chiếm 95% cái hoạt động gọi là glucose và tiêu hóa. Nên khi mà các bạn có thể là người ta dùng cái tên không phải là cortisol mà người ta nói là glucose và tiêu hóa, mình cũng hiểu đó là cái tên khác của cortisol. Thì chức năng của cortisol đó có khoảng 14 năm cái chức năng nhiều hơn so với cortisol. Nó có tác dụng rất nhiều quá nên là chúng ta thấy nó gắn liền với cái tên đó là glucose và tiêu hóa, tức là tham gia vào quá trình chuyển hóa đường. Những cái tác dụng còn lại là tác dụng chủ yếu là ức chế lên sự vận động của bạch cầu, nhất là bạch cầu dòng máu khô. Thế nên chúng ta sẽ thấy những tác dụng còn lại là tác dụng trong tế, tác dụng ức chế quá trình viêm, tức là kháng viêm, kháng nhiễm, và thậm chí là với liều cao thì chúng ta sẽ có tác dụng chế miễn dịch. Để các hoạt động của người bình thường, chúng ta chỉ cần có hai cái tác động, đó là tác dụng tinh dịch quán và tác dụng trong tế. Còn trong điều trị khi ta ứng dụng cái hormone cortisol này là thuốc, thì các thuốc mà có nguồn gốc ứng dụng từ hormone cortisol đó thì các bạn thường hay gặp thực tế là những thuốc kháng viêm hoặc là dùng các thuốc chế miễn dịch. Thì khi chúng ta dùng nó với liều thấp thì nó sẽ có tác dụng là kháng viêm, kháng nhiễm, còn nếu dùng với liều cao thì nó sẽ có khả năng làm ức chế luôn toàn bộ hệ miễn dịch trong cơ thể. Thì người ta thường dùng liều cao để điều trị những bệnh lý tự miễn. Ví dụ như một số bệnh lý như huyết áp, tăng huyết miễn dịch hoặc là lưu bút băng đỏ hay tổng hợp đó, người ta thường nên sử dụng cái chế phẩm hoặc cái phẩm được cao. Thì cái này thì chúng ta cần sử dụng học tiết hơn. Thì đầu tiên, tác dụng của cộng tiết hơn nó có điều trị quá. Thì cái đặc tính của học môn này là sẽ tác động lên trên những cái kho dự trữ của cơ thể để làm gì cái kho dự trữ lưu tiết, lipid hoặc là lưu tiết đó. Nó sẽ phân cắt các cái đặc tính này ra thành những phần tử nhỏ, tức là những cái đơn phân. Ví dụ như đối với lipid thì nó sẽ kích thích quá trình liên giải glycogen hoặc là tân tạo cái phần tử glucô mới tại gan, cho nên kết quả của nó là sẽ gây tăng glucô máu. Đối với cái chuyển hóa nội tiết, nó sẽ làm tăng tổng hợp protein ở các tế bào khác, và đối với gan thì nó sẽ làm cho gan ly giải cái protein trong gan tạo ra axit amin trong máu. Đối với chuyển hóa lipid từ mỡ mỡ đó, nó chịu tác động của cortisol, nó sẽ biến đổi cái lipid thành các axit béo và chảy vào trong máu. Thì vậy kết quả hoạt động của hormone cortisol này là sẽ dẫn đến tăng ba cái thành phần tiết dịch dưỡng trong máu, đó là tăng hàm lượng glucô, tăng hàm lượng axit amin và tăng hàm lượng axit béo. Thì ba cái chất dinh dưỡng này ở dạng đơn phân này là sẽ được quy động để đưa đến các tế bào khác và cũng đáp ứng các tế bào khác trong cơ thể. Thì đó, ở cái người bình thường thì chúng ta thấy cái chu kỳ mà tiết ra của cortisol này á, là nó theo cái thời gian làm việc của mình, tức là buổi sáng bằng khoảng từ 8 đến 9 giờ là thời điểm mà cortisol trong máu tiết ra nồng độ cao nhất, và sau đó càng về tới chiều thì nó sẽ càng ngày nồng độ nó càng giảm dần trong máu, cho đến giữa đêm là thời kỳ mà nồng độ cortisol trong máu xuống thấp nhất. Như vậy cái đặc điểm của hormone này là khi nào cơ thể hoạt động thì nó sẽ được tiết ra nhiều, và khi nào mà cơ thể bị nghỉ ngơi thì cái nồng độ cortisol này sẽ giảm thấp xuống. Chính vì vậy cho nên nó với cái tác động của nó gắn liền với nó là kích thích để làm tăng nồng độ các đơn phân của các chất dinh dưỡng trong máu lên để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động. Thì chúng ta thấy nó sẽ gắn liền với hormone giáp. Cái hormone giáp đó, cái chức năng của nó trong bài trước chúng ta thấy là hormone giáp làm tăng tổng hợp năng lượng, tăng tạo năng lượng ở các tế bào. Thì muốn tăng tạo năng lượng các tế bào, các bào đích tức là tế bào cơ thể phải được cung cấp glucô, phải được cung cấp axit béo hoặc là các axit amin. Thì cái cortisol này sẽ làm trước một bước so với hormone giáp, là nó sẽ tạo cái tiền đề là nó cung cấp các chất dinh dưỡng ở dạng đơn phân trong máu trước, rồi sau đó khi hormone giáp tác động các tế bào thì các tế bào sẽ thu nhận những cái đơn phân tiền vô thì chuyển hóa ra thành cái tạo ra năng lượng của cái dạng ATP. Và cái chức năng thứ hai, tức là ngoài cái việc hoạt động bình thường thì học hormone này tiết ra trong chu kỳ như vậy, thì trong khi mà chúng ta bị tổn thương hoặc là bị stress
thì chính những cái hormone này nó sẽ được tăng tiết nhiều hơn, nó làm cho tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này lên trong máu, và đó là một điều kiện để giúp cho các tế bào bị tổn thương sẽ được cung cấp các dinh dưỡng để để mà vượt qua cái tổn thương, nhất là các cung cấp cho những tế bào sinh sản. Ví dụ như khi chúng ta bị tổn thương, bị tổn thương da hay tổn thương mô mềm thế này, thì lúc đó muốn khôi hồi một lại cái mô làm ban đầu thì nó phải trải qua quá trình sinh sản, các tế bào gốc phải phục hồi lại các tế bào. Thì quá trình sinh sản rất cần phải có năng lượng, cần phải có sự cung cấp các chất dinh dưỡng. Thì cortisol sẽ làm tăng nồng độ của glucose và acid amin trong máu, của acid béo trong máu, để cung cấp những chất này cho cái vùng bị tổn thương, và cái vùng đó sẽ được chức năng sinh sản sinh sản để hồi phục lại cái mô lành như ban đầu. Ở đây là chúng ta thấy quá trình mà cortisol kích thích cái sự tăng tạo glucose nghe. Thì chúng ta học trong quá trình rồi, tăng tạo glucose là con đường mà đi ngược lại quá trình đường phân. Nó sử dụng những cái tiền chất, không phải là các cái tiền chất từ glucid, gia đình glucid, mà ở đây sử dụng tiền chất từ acid amin hoặc là từ acid béo. Miễn sao nó đi qua được cái không gian tổ yêu quá và từ yêu quá này sẽ đi ngược cái phân, quá trình đường phân đi ngược lên để khi tạo được glucose, thì đó là cái quá trình tăng tạo glucose. Và những cái enzyme chính yếu tham gia quá trình tăng tạo glucose đây là những cái enzyme mà có nhỏ ví dụ như pepsin hoặc là cái sáu đi tức là glucose 6 có phân hóa. Thì hai cái enzyme này chúng ta thấy nó sẽ được kích hoạt bởi cái hormone cortisol. Và khi hormone cortisol đến gan sẽ vận hóa hai cái enzyme này và là khởi đầu của con đường tăng tạo glucose để biến đổi những cái tiền chất khác từ đi qua không gian tiêu hóa và chuyển lại glucose cho cơ thể. Thì mỗi ngày chúng ta đều gặp rất là nhiều cái stress khác nhau trong cuộc sống, nhưng đó là stress về thể chất, tức là bị tai nạn, bị chấn thương, vân vân, và có khi là tâm thần. Thì dù chúng ta đối mặt với nhiều chất khác nhau trong ngày, nhưng chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua là nhờ vào cái sự tiết ra của hormone cortisol. Thì mỗi lần một bộ não của mình sẽ chịu tác động với cái stress, thì nó sẽ kích thích lên vùng hạ đồi để tiết ra cái hormone CRH, và CRH sẽ đi xuống tiết liên, làm cái vùng tiết liên tiết hormone acetylcholine, và acetylcholine sẽ đi xuống cái vùng cái lớp bóng của bộ tuần hoàn, cái lớp bóng tuần hoàn tiết ra cortisol hay là glucose và tiết huyết. Và chính cái chất này nó sẽ đi ngược lên trên vùng não để làm chịu lại cái quá trình tăng lên stress, làm cung cấp những cái chất ở dạng đơn phân kiểu như glucose, acid amin. Những cái chất dinh dưỡng đó sẽ cung cấp cho những cái tế bào nào đang chịu đựng stress để trải qua được cái stress này ha. Như vậy cùng là trong cái lớp, cái cùng là từ cái thành phần, nhưng mà chúng ta thấy hormone aldosterone và cortisol nó khác nhau rất là nhiều. Aldosterone thì cái nơi mà kích thích tiết ra nó, cái tác nhân mà kích thích tiết ra aldosterone nó chính là nồng độ muối trong cơ thể của mình, tức là muối natri, muối kali và cái hợp chất oxaloxin. Trong khi đó acetylcholine từ lớp máu này thì là phụ thuộc qua toàn bộ cái hormone acetylcholine từ tiết đi, tức là nó sẽ tương thuộc theo cái trục hạ đồi đi. Còn aldosterone thì không chịu sự tác động của trục hạ đồi đi. Thì những cái phản ứng stress mà mình chịu trong cơ thể, ví dụ như mỗi ngày có một cách tương tự, khi chúng ta đi ra đường ta gặp một cái đám kẹt xe, ta đi làm hay đi học đi gì đó, ta gặp một cái kẹt xe, ta đi trễ, thì cái kẹt xe đó cũng làm cho mình bực mình. Hồi lúc mà các bạn mới là rồi đi lên đây đi lên thành phố học mà gặp kẹt xe đó cũng là một stress hết. Và ghét cái món hàng ngày nào đi kiếm rồi thấy hết đỡ là quen thuộc, đúng không? Hoặc là khi mà mới vô đường này ngồi năm ít á, là bản thân các bạn nó từ hồi cấp ba thì bên đây ấy, ai cũng là cái người mà học rất là thích sức chơi cấp ba, đúng không? Không ai học lại mà vô được cái trường này nữa luôn. Thì lên đây bắt đầu mình cũng qua hết năm nhất, khi là một ngày đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó không có giống như là những cái gì mà bạn cũng từng ha. Tức là thường tới người ta nói là nhiều anh chị mà học đại học kể các bạn là lên học đại học có nhẹ, còn các bạn học được nghỉ ngơi nhiều hơn, từng học có vài bữa thôi, đó là đúng với tất cả những cái trường khác ngoại trừ đại học bây giờ ra, đúng không? Và chúng ta sẽ đi học là sáng chiều rồi thứ bảy chủ nhật, chứ không phải là thời gian chúng ta nghỉ ngơi mà đó là thời gian nghỉ ngơi, đúng không? Và những cái lần đầu tiên đó, chúng ta đi học đó, chúng ta thấy là ở dưới cấp ba các bạn học đó, cái đơn vị điện tử mỗi ngày á là cuốn sách ra, ví dụ như là khóa học
một bài về nguyên tử nguyên tố sắt. Qua ngày chúng ta một bài là nguyên tố đồng, sẽ đáp ứng nguyên tố đồng. Một bài là liên kết điện thành phần hai ba đang là oxymon hơn. Làm bài nào cũng chỉ có một cái hết bài một kiểu bảy tám bài không. Lại đây chúng ta sẽ thấy mỗi ngày á, chương trình của mình học á, một ngày nó tính bằng bài, tính bằng trang. Mỗi ngày chúng ta sẽ học một chương, thậm chí với những môn trong vòng hai tiết dạy xong các bạn sẽ kết thúc hai chương luôn, đúng không? Về nhà đọc sách có nghiệp không, đúng không? Thì rồi những cái lần mà đi những môn đầu tiên trường các bạn thấy là rất là khó, tại vì cái lượng kiến thức để mà kết thúc theo một môn đó là quá nhiều trong thời gian chúng ta phải học quá ngắn. Thành ra những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là phải học đến hết những quyển sách đó rồi mới đi là càng ngày nó càng khó, thực hiện dần 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 đi. Rồi sau khi đi cái môn mà từ cái môn đầu đời các bạn quan tâm nhiều nhất đó là hình mẫu. Sau khi kết thúc môn hình mẫu xong đó là sẽ có nhiều bạn bị sốc vì từ hồi xưa giờ ước nghèo mà thành thành người học ở đỉnh đầu đến lớp mà bữa nay thì mình phải gặp đi đi rất không không thì đó là những cái test và sau khi trải qua cái test đó mình tới lần đi đi rớt thứ hai thứ ba thứ tư vân vân dần dần cảm thấy là đi rất trên lên rất bình thường bình thường. Đó là do cái học hoa còn cái phần này tiết ra và nó làm cho mình nếu mà còn cái thích gây stress và làm đi làm lại nhiều lần thì học hoa còn của con mình sẽ giúp cho mình thích nghi cái việc đó. Tại các bạn nhớ một cái điểm quan trọng đó là cái học hoa này được tiết ra cao nhất trong ngày là vào thời điểm từ 8 đến 9 giờ, cho nên cái thời điểm này là cái thời điểm chúng ta làm một việc tốt nhất, được như đi học tiếp thu được bài nhanh nhất, làm việc cũng sẽ làm hiệu quả nhất so với là những cái thời điểm khác trong ngày. Cái gì mà chúng ta càng để về tới buổi chiều tối ta làm đó, thì lúc đó là nó rất là mệt. Thường các bạn đi học trong cái ngày tối về xong tới nhà là thấy rất là mệt rồi, cầm sách lên là thấy không vô nằm nữa rồi. Thì chính vì vậy các bạn thấy là các cái nước mà phương Tây á, hoặc là những cái nước mà tiến bộ nhiều châu Á á, các cái điển hình không cần phải là đi qua phương Tây nhiều như là qua Thái Lan, qua Malaysia, Indonesia, hoặc cái bo các bạn thấy cái giờ để bắt đầu làm việc chúng ta á, là thường là 9 giờ sáng người ta bắt đầu làm việc. Còn ở Việt Nam thì thường lên chúng ta làm việc là 7 giờ sáng rồi. Tức là 7 giờ sáng làm việc là 6 giờ, ít nhất là 6 giờ mới dậy. 6 giờ dậy thì là một cái lúc đủ nhất. Nhiều khi tối thức khuya nữa, rồi sáng đó là ngủ chưa kịp đủ nhất thì nó lúc đó mà đồ hoa chưa có tiết ra còn cái son đầy đủ như thế là mắt nhắm mắt mở thành chưa trong lớp rồi. Hoặc khi làm vậy, thành ra cái chất lượng công việc sẽ không hiệu quả. Trong khi đó thì giờ đúng khi cái chuyện mà lý ấy, là người ta phải bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng ra đi, hoặc là ít nhất là tối thiểu là 8 giờ sáng ra đi để người ta chờ cho cái ngưỡng còn cái son hình đạt đồ có đang. Và từ đó là một cái mà người đàn ông của mình cũng hay ngại á, là vấn đề mà liên quan đến quan hệ tình dục. Để bạn thấy từ phương Tây á, các nước châu Âu chúng ta thấy người ta thường đó là cái chuyện vợ chồng chúng ta là người ta phải tiến hành là vào lúc sáng, tức là khoảng từ 7-8 giờ sáng á, là cái thời điểm đó thích hợp cho hoạt động sinh sản với sinh con tốt được. Còn cái thời điểm mà người đàn ông tiến hành làm việc này là vừa lúc chuyện khuya thì sợ rất là có người mà sợ ngại, sợ người ta gì đấy sao biết ha, chờ tới lúc mà nửa đêm á, lúc mọi người tất cả mọi người đi ngủ rồi là thời điểm mà có thể kiệt sức hoàn toàn không còn cái năng lượng đó đó, còn đầu mặt của con xuống cái đáy rồi đầu tôi thì nó mất nhiều năng lượng trong ngày hay để làm nó còn cái chuyện nó rất là phi lý ha. Nhưng mà nó là một cái thói quen xã hội rồi. Đấy, không phải là cái thời cao xã hội Tây, mà bạn thấy là xã hội Tây á nó phát triển gì mà khoa học hơn là xã hội Việt Nam rất là nhiều, và cái gì người ta làm cũng ứng dụng rất là từ những cái phần chứ không phải là thích cái gì làm đó, không phải là làm theo cái gọi là cái lề lối của xã hội Việt Nam. Ở đây khi các bạn học triết học đó, các bạn thấy cái sơ nắm hay cái nền triết học của phương Đông phương Tây, bạn thấy khác biệt rất là lớn. Triết học của phương Đông thì gắn liền với tâm linh, còn triết học của phương Tây thì gắn liền với khoa học. Phương Tây là các nhà khoa học, đồng thời là các nhà triết học đó. Còn ở phương Đông các nhà triết học
là những cái người còn gắn liền với tôn giáo, đúng không? Và chúng ta đi qua cái cơ chế hoạt động của cái miếng phòng con chỉ to. Đây là cái enzyme xúc tác để chuyển cái axit phospholipid này thành axit arachidonic, và nó cao axit arachidonic này là cái chất trung gian để tạo ra thành cái hóa chất trung gian gây viêm thuộc cái nhóm prostaglandin. Thì khi mà cái cortisol nó tạo chất chế cái enzyme phospholipid này thì quá trình mà chuyển cái phospholipid này thành cái arachidonic axit này nó sẽ bị dừng lại và nó sẽ làm giảm cái phản ứng viêm. Cái tác động thứ hai là tác động lên gen. Tác động này là chúng ta gặp tác động đặc trưng của những cái hormone mà ta không biết, tức là nó sẽ gắn kết một cá nhân và nó sẽ có tác động lên cái quá trình biểu hiện gen. Vì đây nó sẽ có hai cách, một là nó ức chế lên cái gen nào mà gây viêm, tức là những cái gen gọi là pro-inflammatory, và nó sẽ kích thích lên những cái gen nào mà có chức năng kháng viêm, tức là tạo ra những cái protein kháng viêm. Những cái gen này gọi là những gen anti-inflammatory gene. Đây là cái cấu tạo của màng tế bào đó. Thì màng tế bào một cái chỉ đơn thuần là nơi để ngăn cách giữa môi trường ở bên ngoài với lại bên trong tế bào. Và cái phospholipid của màng tế bào này nó còn làm cho những chức năng là chính nó là nơi hình thành nên những cái chất gọi là prostaglandin. Những cái prostaglandin này thì coi như là những đầu tiết tố tại chỗ. Nó có hai nhóm. Một cái nhóm prostaglandin tạo ra hạn định, tức là để tạo ra hoạt động hàng ngày của tế bào có chức năng có lợi. Ví dụ như chúng ta học tiêu hóa, chúng ta sẽ thấy là có một cái nhóm đó là nên tiết ra để kích thích cái chuyện mình bảo vệ cái niêm mạc của dạ dày, bằng cách đó là nó sẽ kích thích tái tạo biểu mô mới, kích thích tế bào niêm mạc dạ dày tiết ra cái chất này để mà bảo vệ cái niêm mạc dạ dày trước cái môi trường axit chỉ bằng hai thôi, pH bằng hai. Rồi khi mà có tổn thương, ví dụ như da chúng ta bị rách bị đứt, thì chính cái màng tế bào da hoặc là màng tế bào mạch máu ở nơi mà bị tổn thương đó, nó sẽ chịu tác động của enzyme phospholipid hay là chuyển ra thành những chất gây viêm. Thì cái này lên hóa chúng ta có một cái bài làm học về prostaglandin nên bằng về hiện tại nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là cái phospholipid màng nó sẽ chuyển thành axit arachidonic dưới tác động của enzyme phospholipid sợi thứ hai. Axit arachidonic này nó sẽ chịu tác động của cái enzyme tiếp theo gọi là COX. Tức là COX. Thì cái COX này sẽ có hai loại là COX 1 và COX 2. COX 1 là cái enzyme mà chuyển hóa để tạo ra prostaglandin bình thường bảo vệ cơ thể, và COX 2 là chính là cái enzyme mà kích thích để tạo ra những chất gây viêm. Thì trong trường hợp này cái cyclo-CCNA này nó sẽ nếu nó là cái loại số 2, nó sẽ kích thích chuyển prostaglandin màng ra thành những cái prostaglandin gây viêm và khởi động cái tế bào viêm. Và người ta gọi những cái prostaglandin này chỉ là hóa chất trung gian. Vậy dưới đây chúng ta thấy còn cortisol, cái phần trên cùng màu đỏ, phần corticosteroid nó sẽ ức chế lên cái enzyme phospholipid 2. Vì vậy nó sẽ làm chặn ngay được cái chuyển đầu môn và cơ ra cái phospholipid chuyển thành cái axit arachidonic. Thì từ đây nó xuống sẽ không thực hiện được và do vậy sẽ làm chặn tạo phản viêm. Những một số những cái thuốc kháng viêm khác là gọi là những cái thuốc kháng viêm không phải steroid, gọi là NSAID á, thì những cái thuốc kháng viêm này sẽ ức chế lên cái enzyme cyclooxygenase nằm ở bên dưới, tức là nó đi ở phía dưới thì nó so với lại cái enzyme phospholipid 2. Nghĩa này chúng ta thấy là phospholipid màng dưới tác động của phospholipid 2 thì thành axit arachidonic, thì quá trình này sẽ được chế bởi glucocorticoid. Từ là xét ra cái biến này nó sẽ đi qua cái enzyme COX 1 thì nó chuyển qua thành những cái prostaglandin có lợi để bảo vệ cơ thể, ví dụ như tăng trọng, nhất là trong trường hợp mà tiết huyết nhầy ở dạ dày.
và mình đi qua cấp 2 khi mà cái gì này gọi là inducibo, tức là chỉ có cảm ứng, tức là khi nào có pin thì cấp 2 nó hoạt động và nó chuyển cái uric acid này trở thành prostaglandin gây pin. Thì cái chỗ này cái nhóm chất mà em xét là những cái chất khác pin không phải còn tiết sẽ ức chế cái gì cả cấp 1 cả cấp 2. Chính vì vậy nên là các bạn thấy là khi dùng thuốc giảm đau kháng viêm bao gồm cả corticoid hay là không phải corticoid mà nhóm ACE thì đều dẫn đến cái biến chứng thường gặp đó là viêm dạ dày và do nó ức chế lên cái gì cả cấp 1 và cả cấp 2 luôn nha. Và cái tác động trên xe thì các bạn sẽ thấy là khi corticoid nó đến nó gắn lên cụ thể của nó thì nó sẽ đi vào bên trong nha. Và viêm của họ một con cụ thể này nó sẽ gắn lên hai cái vùng gen, một vùng gen đó là cái gen kháng viêm và một vùng gen là gen gây viêm. Thì đối với lại khi mà các bạn thấy nó đi một cặp nào thì nhìn bên đây này, chúng ta thấy một cặp là gồm có hai cái phân tử hoặc mon và hai phân tử cụ thể, thì khi mà cái tín hiệu hoặc mon và cụ thể này nó đi thành cặp thì nó sẽ có tác động là gene activation, tức là sẽ kích hoạt cái gene, tức là khi đó nó sẽ mở cái gen, thì mở gen ở đây chính là mở những cái gen để tổng hợp thành những cái protein kháng viêm. Thì những cái protein kháng viêm này chính là những cái hóa chất mà sẽ gây hủy những cái protein gây viêm. Còn bên đây chúng ta thấy khi mà cái glucocorticoid và cái cụ thể của nó, tức là gene glucocorticoid receptor đó đi chỉ có một đơn lẻ, chỉ có một cụ thể và một hormone thôi, thì lúc bây giờ cái tác động của nó sẽ không phải là activation cái gì mà nó là gene repression, tức là đè cái gene. Thì trong trường hợp này cái gene bị đè ở đây là cái gene KV, nó là wrong gene, nó là mandatory gene. Ví dụ như cái gene KV là những cái gene quy định tổng hợp đó, những phospholy 3-2 còn hợp trên cyclo-CCNA số 2 à, đó là những cái enzyme mà sẽ tham gia chuyển quá phospholy huyết màng trở thành cái prostaglandin gây viêm, thì những cái enzyme đó sẽ bị chế thành ra. Trên thực tế thì cái ứng dụng của cái hormone này được sử dụng rất nhiều trong quá trình kháng viêm nhằm đau và cao hơn nữa khi chúng ta dùng nhiều lượng cao là sẽ ức chế quá trình miễn dịch bằng cách ức chế hoạt động bằng cầu bị khô. Thì cái hormone này nó hoạt động tương tự theo cái trục hạ đầu tuyến yên, hạ đầu tuyến yên nó sẽ tác động lên trên cái vùng hay rộ cái thực phẩm để tích tinh thần chế độ xong. Và khi dùng cái hormone này nếu chúng ta dùng quá liều và dùng một thứ chỉ định thì sẽ gây ra rất là nhiều tác dụng phụ. Bởi vì chúng ta nhớ là nó có cùng cấu tạo với aldosterone, cho nên khi mà sử dụng nó thì chuyện hạt đầu tiên bản thân nó là dùng lâu dài là sẽ gây dễ gây đái tháo đường do cường thượng thận. Vì cortisol này sẽ làm tăng nồng độ đường huyết trong máu là cái điều thứ nhất. Và bản thân nó có một phần cái chức năng của aldosterone có nữa, cho nên là nó tái hấp thu natri nhiều quá trong trường hợp mà dùng quá nhiều quá thì sẽ gây tăng huyết áp. Rồi những cái thứ khác ví dụ như gây loãng xương và nó có một phần cái chức năng của androgen, cho nên nó có thể gây kích thích sinh phụ một cái cá đó. Cho nên là khi mà dùng cái hormone này thì phải dùng đúng chỉ định, nếu dùng không đúng chỉ định thì chỉ là những khi đau không thường thôi, còn sử dụng chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó thì sao rất là nghiêm trọng. Phần tỷ lượng thận thì đây sẽ gồm những tế bào có nguồn gốc từ hệ thần kinh giao cảm không có tệ trùng và nó tiết được cả hai hormone adrenaline và noradrenaline. Thì cái này sẽ giống cái là hệ thần kinh giao cảm nhưng mà hoạt động rất mạnh hơn hệ thần kinh giao cảm rất là nhiều. Thì đó, cái cụ thể của nó là cái cụ thể mà có nhiều cái phân tử cụ thể của cái nhóm là alpha và beta, thì tùy theo mỗi một cái cùng một cái chất ban đầu đó là adrenaline hoặc noradrenaline, nhưng mà tế bào chết nó có cụ thể là alpha 1, alpha 2 hay là beta 1, beta 2 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác nhau. Ví dụ trên tim mạch thì tế bào cơ tim có cụ thể beta 1 thì chức năng của beta 1 này khi gắn noradrenaline lên là sẽ làm tăng sức công suất cơ tim, tăng nhịp tim. Trong khi ở cơn trơn tử cung thì khi nó lại tồn tại cái cụ thể beta 2, thì khi mà gắn cái phân tử noradrenaline lên trên cái cơ cơ của tử cung thì nó sẽ gây kích hoạt làm giảm tử cung chứ không gây co tử cung giống như là cơ tim. Ở đây cái hoạt động thì nó phức tạp hơn và cái này cũng sẽ không có hỏi các bạn trong cái bài như các bạn về phần thể thực phẩm. Cái phần này các bạn sẽ qua học với cái hệ thần giao cảm thì chúng ta sẽ có một cái bài đầy đủ hơn. Hệ thần kinh giao cảm chất điều khiển của nó cũng là nó đây đi, và lúc đó chúng ta sẽ học bằng các cụ thể nha. Rồi chúng ta qua cái phần cuối cùng đó là cái tùy thời tiết và mùa hè mùa quý.